Nếu cần bên một nửa thương mình có nhà cửa kinh tế ổn định, kinh doanh buôn bán tài giỏi gì không? Đúng rồi, phải kinh tế phải ổn định ạ. Có nhà cửa. Phải có nhà Có hả? nhà hiểu. Nhưng mà bây giờ ở trọ, anh đó đang ở trọ được không? Không, ở trọ thì bây giờ mình có tuổi này rồi, lúc nào mới làm nhà được. Bây giờ thí dụ như chị tìm một nửa thương thì chị muốn nghề nghiệp sao, xem phù hợp được không? Nghề nghiệp thì bây giờ cũng phải là có ổn định, kinh tế lương ổn định rồi, có lương hưu cũng được, càng hưu, tốt. có lương nhưng mà bây giờ ví dụ như mà anh nào mà có nhà luôn nhưng mà anh làm bảo vệ với lại phụ hồ, chị có đồng ý không? Không được. Không được luôn. Nhưng mà lý do tại sao mà chị không thích xem phù hộ, mấy cái nghề đó cũng bình thường mà. nghề đó Ta làm cũng lương tháng mười bấp mấy bênh triệu quá, mà, thất thất thường thường hả? bấp Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có một chị gái cũng rất là dễ thương xinh đẹp đến chương trình nhờ anh em kết nối tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Với một yêu cầu cũng khá là cơ bản đấy, cũng khá là căng đấy. Thì liệu là chị có tìm hiểu được ai hay không thì xin mời mọi người cùng đón xem. Rồi thay mặt anh em xin chào chị nhé. Chị cho mọi người biết là mình tên gì, bao nhiêu tuổi, mình đến từ đâu. Chị cũng tới đây không biết nói gì hơn, cũng chỉ biết cảm ơn chương trình kết nối yêu thương. Cũng chị tới đây cũng nhờ chương trình kết nối yêu thương là giúp cho chị tìm được một người hợp. Rồi trước hết thì chị cho biết chị tên gì, bao nhiêu tuổi. Chị tên là Hà Thị Thúy, sinh năm 1969 nhưng mà 69. Rồi năm nay 55 tuổi, 54 tuổi, 55 đi ha. học thì là 56. Rồi mình đã đến từ đâu? Chị tới từ Võ Nhai Thái Nguyên. Hả? Võ Nhai Thái Nguyên ạ. Từ Thái Nguyên gần 2.000 km luôn. Đúng rồi. Quá xa. Rồi chị đi hồi nào? Chị đi vào từ hôm lên xe là hôm, hôm hôm kia rồi. Trời ơi, đi mấy ngày mới tới luôn. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Quá xa ha. Rồi tình trạng nhân gia đình mình sao chị ha? Tình trạng gia đình thì chị đã ly hôn. Chị có mấy người con? Chị có hai con trai nhưng mà cháu cũng có gia đình hết rồi. Con với gia đình hết rồi. Rồi hiện tại thì chị có làm công việc gì không? Chị đi làm công ty thôi. Chị làm công ty hả? Dạ. Mình làm công ty ở ngoài đó luôn hả chị? Đúng rồi, làm công ty ngoài đó. Dạ. Mình ngoài đó thì mình hiện tại mình đang sống chung với con hay ở một mình? Chị cũng chưa có nhà gì hết ạ. Ở một mình nhưng mà ở nhờ nhà cậu. Chứ trước giờ là mình lập gia đình mình không có nhà hả? Cũng có nhà nhưng mà kiểu là lúc đó là chưa bỏ chồng thì là chồng kiểu cứ đi vay lời vay lãi nặng á, thế thì bây giờ không trả được thì người ta quay lại lấy nhà cho mình Rồi, lúc giờ mình mất trắng hết tay rồi. ha. Đúng rồi, xong Từ rồi giờ mình tìm một nửa thương này sao, mình mong muốn sao nè. mất hết rồi xong mới bỏ nhau á. Rồi bây giờ mình tìm một nửa thương mình mong muốn như thế nào? Chị cũng muốn một người yêu thương, tức là hiểu được mình và lại có gì chia sẻ với nhau và lại rộng lượng. Rồi. Nếu cần bên một nửa thương mình có nhà cửa kinh tế ổn định, kinh doanh buôn bán tài giỏi gì không? Phải kinh tế phải ổn định ạ. Có nhà cửa. Phải có nhà Có hả? nhà hiểu. Nếu mà bây giờ ở trọ, anh đó đang ở trọ được không? Không, ở trọ thì bây giờ mình có tuổi này rồi, lúc nào mới làm nhà được. Người ta ở trọ nhưng mà người ta làm lương tháng cũng được 5-10 triệu, mười mấy triệu, người ta lo cho mình. Không được hả? Rồi. Bây giờ thí dụ như chị tìm một nửa thương thì chị muốn nghề nghiệp sao, xem phù hợp được không? Nghề nghiệp thì bây giờ cũng phải là có ổn định, kinh tế ổn định kinh tế ổn định, thì lương thì bây giờ rồi có lương hưu cũng được, càng tốt. có lương hưu là phải giờ lớn tuổi đó. Được. Tuổi tác thì không quan trọng. Tuổi tác không quan trọng. Xe ôm phù hộ không được. Không rồi. Nhưng mà người ta là chạy xe ôm là lương tháng cũng được mười mấy triệu, người ta lo cho mình được mà. Chạy xe thồ thì vất vả lắm. Giờ Trời tuổi này ơi. nắng mưa cũng vất vả quá. Thôi vất vả người ta cài được.
vất vả đâu, phải chị vất vả đâu, chị nhà cơm nước nội trợ phụ thêm chút đỉnh là được. Nhưng mà bây giờ ví dụ như mà anh nào mà có nhà luôn nhưng mà anh làm bảo vệ với lại phụ hồ, chị có đồng ý không? Có nhà, có nhà thì khó đúng không? Không được, không được luôn. Nhưng mà lý do tại sao mà chị không thích xe ôm phụ hồ? Mấy cái nghề đó cũng bình thường mà, ta làm cũng lương tháng mười mấy triệu mà, thất thường hả? Bấp bênh, lương nó không ổn định. Chị em thấy người ta cũng chạy lương tháng mười mấy triệu á, lo chị được á. Chị cũng chạy qua những cái đó rồi, cũng thấy khổ quá. Chạy là trời nắng là chị cũng sao chạy đúng không? Đúng rồi. Chứ ở ngoài ngoài đó mình có tìm hiểu thêm anh nào chú nào không? Chị chưa tìm hiểu bao giờ, chưa tìm hiểu bao giờ, mới lên chương trình lần đầu á. Là bây giờ ví dụ chị lên chương trình nè, có mấy anh ở vùng quê á, vùng sâu vùng xa á, có nhà nhưng mà cuộc sống thì nó không được tốt đẹp khá giả như thành phố, hơi cực tí xíu, mình có chịu về được không? Về quê được không? Quê thì khó khăn quá. Chị cũng thấy khó quá. Thì mình thích ở khu vực thành phố hả? Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh rồi hả? Vậy bây giờ theo cái ý của chị thì chị muốn tìm một anh là phải, trước hết là phải có nhà. Đúng rồi. Thứ hai là phải kinh doanh. Kinh doanh, đúng rồi. Và thứ ba là phải có lương hưu. Đúng rồi. Đúng không? Đúng ý không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó, đúng ý, khóa cười liền. Thì cứ chia sẻ tâm tư người bạn của mình. Mình muốn gì thì mình cứ chia sẻ ra cho mọi người hiểu ý, mình cứ im người ta đâu biết được đâu. Rồi còn ngoài ra còn yêu cầu gì nữa không chị? Chị cứ yêu cầu vậy thôi. Thế rồi, nhưng mà mình cần có nhà như nhà to không? Mới cần phải nhà to, nhà lầu được không? Hay là không, nhà cũng được rồi, không cần to. Một lầu hả? Đúng rồi. Như nhà trệt, nhà cấp 4 là được không? Cấp 4 cũng được. Rồi hôm nay mình lên chương trình, lỡ có mấy anh mấy chú Việt Kiều thấy mình rồi muốn kết nối mình đưa qua nước ngoài được không? Kiều càng tốt ạ. Vậy là phá, vậy là cũng phá Việt Kiều luôn hả? Phá đi rồi. Đấy là mình Việt Kiều là mình Mỹ rồi hay là bắt mấy nước khác được không, hay là bắt buộc phải Mỹ, châu Âu? Nhưng mà Việt Kiều là đi Mỹ cũng mệt lắm á, chị đi được không? Việt Kiều thì đi Mỹ thì ngắm mỏ không? Giờ cũng ngại quá hả? Nhưng ý là mình đi Mỹ được không á, vì anh Việt Kiều là đón qua Mỹ mình có đi được không? Có vướng bận gì không? Đón được thì đi được, nhưng mà chỉ sợ là qua bên đó thì lại không biết làm gì. Không biết làm gì thì nó lại lấy cấy lúa, lại chán mình thì lại sợ. Và đó sợ. Tìm mảnh đất cấy, không gì hết. Đơn giản không có gì đâu. Mang ít mẹ rồi đang qua nó cấy. Mình ở quê mình có làm ruộng làm lúa không? Có, quê mình làm lúa, làm chị, dẫy chị, mà. Nhưng mà chị có làm không? Có. Nhưng chị giỏi quá hả? Thời ở Đắk Nông ấy, vào từ năm 95 là làm cà phê. Nhưng mà bây giờ mấy chú vậy mình biết cấy lúa rồi. Nhưng mà mấy chú ở dưới quê thì muốn đưa mình về, mình cứ chịu không? Bây giờ còn làm. Thì đưa mình về dưới mình biết cấy lúa này kia, chị làm lúa người ta. Bây giờ không muốn rồi. Kinh doanh thôi. Kinh doanh cũng được. Đấy. Giờ lớn tuổi rồi mình cấy lúa cũng cực ha. Thích kinh doanh buôn bán hả? Cái lúa mãi rồi. Thích kinh doanh buôn bán hả? Đúng rồi. Rồi kinh doanh buôn bán thì chị thích nhất về mặt hàng nào? Kinh doanh về lĩnh vực nào? Miễn là kinh doanh lĩnh vực nào cũng được ạ. Nhưng mà trước giờ mình có kinh doanh không? Mình chưa có nhưng mà mình vẫn biết. Mà qua mình không có vốn là chịu. Bây giờ kiếm anh nào mà có vốn, có nhà, có mặt bằng. Đúng. Đầu tư cho mình kinh doanh. Đúng rồi. Là mình thích. Nhưng mà em ngại, em sợ là nhiều khi đó giờ chị chưa là kinh doanh được thì người ta bỏ tiền ra mình làm ăn thua lỗ không sao? Mình có về lạnh về lĩnh vực kinh doanh không? Mình kinh doanh về môn ngành gì là mình phải tính trước. Cũng được ha. Đúng rồi. Rồi còn tuổi tác không quan trọng ha. Đúng rồi. Miễn sao là có vốn có nhà cửa cho chị kinh doanh là được. Rồi. Còn hiện tại bây giờ thì chị cuộc sống của chị kinh tế ổn định không? Kinh tế của chị thì bây giờ làm công ty thì nó bấp bênh lắm, lương ít, lương thấp quá. Lương thấp hả? Đúng. Nhưng mà đủ lo bản thân mình chưa? Tầm 7 triệu đổ lại thôi. 7 triệu là cũng đủ sống rồi. Rồi mấy người mà con lương vẫn ít, có 2 con trai.
Hai con trai lập gia đình chưa? Có gia đình, có vợ con hết rồi. Thì coi như là có hết rồi đúng không? Mình không vướng bận gì hết. Đúng rồi. Còn giờ chỉ là một mình chị thôi. Đúng rồi, một mình. Rồi như vậy thì lương 7 triệu cuộc sống mình đủ không? Đủ sống không? Lương 7 triệu thì người ta nuôi ăn ở mà. À. Nuôi ăn ở thì mình cũng không mất gì hết. Ồ, vậy cũng khỏe rồi. Vậy mình có dành dụm được chút ít nào không? Đúng rồi. Cũng dành được một xíu thôi, không ăn thua. Sao trước giờ mình không lên mình tìm một nửa thương sớm sớm thì tới nay mình mới lên. Thì cũng xem chương trình mãi rồi đến giờ mới đi được. Tới giờ mới đi được ha. Vậy hôm nay chị nghỉ xin nghỉ làm hả? Đúng rồi. Xin nghỉ mấy ngày hả? Xin nghỉ hết tuần này, nghỉ mùng 2 tháng 9 là xin nghỉ hết tuần này. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Rồi, ở ngoài cuộc sống vậy thì chị làm lương tháng 7 triệu thì cũng ổn hả? Hơi vất vả tí xíu ha? Bây giờ ví dụ như có một anh nào đó, anh ấy cũng có nhà luôn, nhưng mà anh là phụ hồ, chỉ có thương chị thật lòng, đạo đức luôn, chỉ có suy nghĩ lại không? Phụ hồ thì... Có suy nghĩ lại không? Chị cũng thấy hơi ngại một xíu. Không, không được hả? Phải nghĩ lại. Nhưng mà ý là có được không? Chưa được. Không được đúng không? Dạ, dạ. Ừ. Không, chỉ có quan điểm rõ ràng á. Không được là không được đúng không? Đúng rồi. Lập trường vững đấy nhá, nhưng đùa đâu. Nhưng mà phụ hồ thì nói chung là lương cũng chục triệu á. Không được. Không được à? Trời ơi, sao thế chị? Ý là chị suy nghĩ là phụ hồ cuộc sống công việc bấp bênh ha, không đều ha. Đúng rồi. Không nha. Nhưng mà chị thích là thích kinh doanh. Đấy là chị lên đây là chị muốn tìm một nửa thương, có nhà, có mặt bằng, có điều kiện để chị kinh doanh đúng không? Còn bây giờ mình lấy người phụ hộ về thì chị cũng vẫn đi làm công nhân. Đúng. Nên là chị không thích. Ý chị là như vậy đúng không? Đúng rồi. Nếu mà cho chị đi làm công nhân thì chị vẫn đi. Nếu mà không cho đi làm thì chị ở nhà. Ở nhà kinh doanh. Nhưng mà bây giờ theo em nghĩ thì lớn tuổi rồi, mình chỉ cần một người bạn để hù hỉ với nhau vui vẻ thôi, chứ còn già rồi cũng kinh doanh gì nữa. Nếu mà không kinh doanh nữa cũng được. Nhưng mà phải có vốn rồi thì mình chỉ có biết ở nhà thì cái vốn đó nó ổn định. Nếu như mà sống bản anh thân đó mà có vốn đi làm nữa cũng được. Nếu mà anh nó có vốn mà nuôi được mình là ok. Đúng rồi. Khỏi kinh doanh. Đúng rồi, chính xác. Thế anh kia hôm bữa có một chương trình có một anh kia làm phụ hồ. Anh ấy tích góp được 400 triệu rồi. Có nhà luôn. Nếu mà chị có đồng ý không? Anh nó ok á. Thôi nếu mà kinh không được. Thế... À? Dạ. Không được. Trời, 400 triệu là đủ ăn rồi. Gửi ngân hàng tiết kiệm được rồi. Ngân hàng tháng có 4 triệu à. Không đủ đâu, 4 triệu nếu mà chỉ có rút lời ra ăn là 4 triệu là không đủ. Trời ơi, thì mình cũng phải đi làm thêm nữa chứ. Chị cũng đi làm thêm phụ người ta nữa chứ. Thì bây giờ thì mình biết làm được bao giờ. Ừ. Bây giờ có tuổi như thế này rồi, nay ốm mai ốm thì nhỡ thì cái tiền đó thì... Kinh doanh là giờ không đủ có tiền, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Thế chị lên chương trình xem theo dõi chương trình của tụi em thời gian qua đã ngắm được anh nào chưa? Cũng ngắm được mấy anh nhưng mà mình anh nào nó chị nói em nghe rồi. Không nói ông kia nhưng mà đâu nói thử nghe. Chưa chắc sợ người ta lại. Thì bây giờ chị nói thử đi, nhưng khi có duyên thì sao? Anh nào? Như anh Mạnh Vũng Tàu ấy. Chắc anh Ngọc ở Vũng Tàu. Anh Mạnh á. Anh Ngọc là hai biệt thự ở Vũng Tàu đúng không? Anh mặc áo đỏ đúng không? Đúng rồi. Hai biệt thự bây giờ trị giá nó khoảng hơn 30 tỷ. À. Anh nó ok lắm á. Mà sao thích anh đó? Rồi có một anh ở Hưng Yên ấy là anh gì? Ở ngoài Bắc ấy. Ừ. Hưng Yên ấy là anh gì? Anh Tuấn. Không biết nhưng mà không biết tên. Ừ, anh đấy tài sản cũng gần 40 tỷ á. Chị chỉ chọn mà kèo thơm không ạ? Có hai căn nhà. Ừ. Dạ. Đúng hai rồi. Căn nhà phố. Đúng rồi. Trời. Chọn kèo thơm không á? Chị xem chương trình nhiều ấy nhưng mà... Nhưng mà bây giờ mà anh Ngọc hai cái biệt thự ở Vũng Tàu về lau nhà mệt lắm á. Chị ngắm nhà lau được không? Lau chùi đuối à? Lau chùi thì mình chỉ ở nhà mình cũng lau chùi được mà. Được hả? À? Ok à? Trời ơi. Chị làm vệ sinh rất là giỏi nha. Đây. Đúng rồi. Ngắm hai anh hơi bị ngon á. Hai anh đấy là 30-40 tỷ không á. Nhưng mà điều kiện của mình đưa ra hơi khó đó. Chị thấy khó không? Hay là bình thường? Nếu mà đối với những người có thì là rất là bình thường. Đúng. Nhưng mà chị ấn tượng nhất cái anh Ngọc hai biệt thự 30 tỷ ở Vũng Tàu là ấn tượng điều gì? Anh ấy cũng
kiểu như là người cũng hiểu biết đấy. Hiểu biết. Đúng rồi. Rồi, còn anh ngoài Hưng Yên thì gần 40 tỷ thì chị ấn tượng nhất anh nói điều gì? Thì cũng nghe anh nói cũng được ít ít thôi, hôm mới mở vào cũng cũng nghe được ít đi. Đâm ra là cũng chưa hiểu mấy. Nhưng mà mấy anh này... Nhưng mà biết vậy á. Chưa hiểu mà khoái rồi. Nhưng mà mình thấy cuộc sống của người ta cũng kinh tế ổn định đúng không? Đúng rồi. Mình về thì mình khỏi lo việc đi làm. Nhưng mà bây giờ mình thích cả hai anh, lỡ hai anh chọn luôn rồi sao? Rồi. Thì mình chỉ chọn một thôi chứ. Bây giờ anh Hưng Yên là 40 tỷ, anh Ngọc là 30 tỷ, chị chọn anh nào? Chắc chả phải chọn 40 rồi. Chọn anh nào? Cứ anh nào chấp nhận trước thì nhận anh đó thôi. 30 tỷ, 40 tỷ cũng được hết đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ok, vậy là ok rồi đó. Và bây giờ chị có lời nào muốn nhắn gửi tới anh Ngọc 30 tỷ với lại anh Tuấn ở Hưng Yên 40 tỷ không? Anh ấy ở Hưng Yên, anh Tuấn đúng không? Ừ thì nói lại đi, anh bố anh 40 tỷ. Chị vẫn lưu ý là mình có tâm tư nguyện vọng gì mình chia sẻ. Nếu mà anh ấy ngồi trước màn hình mà chấp nhận chị thì chị cũng đồng ý luôn ạ. Anh nào? Hai anh đó. Hai anh phải nói chứ anh Ngọc đi. Anh Ngọc 20 tỷ đi, nói chứ 30 tỷ đi. Đúng rồi. Mày nói đi. Nhắn gửi lời nào tới anh Ngọc, Vũng Tàu 30 tỷ. Nếu mà anh Ngọc mà không chê em ấy, thương em, có lòng thương em ấy thì em cũng nhất trí ạ. Rồi anh Tuấn. Anh Tuấn cũng vậy ạ. Nhắn gửi gì tới anh Tuấn không? Nói luôn đi. Ở trong hai anh xem được clip này, hai anh biết đâu tùy duyên. Thì cũng anh Tuấn thì nếu mà xem được chương trình này thì cũng thông cảm cho hoàn cảnh em, chấp nhận em thì em cũng nhất trí ạ. Đang nha, người này mà anh Tuấn với anh Ngọc mà gặp cái ưng hai anh ưng lượt luôn rồi không biết sao. Lúc đó chị không biết tính sao. Lỡ hai anh thích mình rồi sao? Chọn mình rồi sao? Thì mình chỉ chọn một thôi chứ. Mình làm gì chọn được hai. Thì biết rồi, ví dụ trong hai anh thì anh chờ chị ấn tượng nhất ai? Chắc anh Tuấn à? Hả? Đúng rồi, anh Tuấn 40 tỷ mà. Rồi, thế hôm nay chị đây chương trình thì anh em sẽ ghi nhận cái tâm tư nguyện vọng của chị. Thì mình yêu cầu như vậy thì nói chung là nó cũng khá là cơ bản đấy, nhưng mà cũng khá căng á, chứ không phải đơn giản đâu. Thì cứ tùy duyên đi ha. Anh em là nhịp cầu nối thôi. Nếu mà hai anh đó mà không có lòng thương mình ấy thì mình người khác cũng được ạ. Người khác cũng được, nhưng mà phải có nhà cửa đàng hoàng ha. Có vốn, kinh doanh, làm ăn. Rồi. Còn xe ôm phù hộ thì xin lỗi các anh. Dạ. Không được. Dạ. Rồi, đúng không chị? Đúng rồi. Rồi, đúng ý ha. Đúng rồi. Đúng ý khoái cười. Trời ơi. Xe ôm phù hộ buồn. Không muốn kết nói được chị. Rồi. Thế thì hôm nay chị lên đây thì anh em trước hết là cũng cảm ơn chị đã tin tưởng chương trình, nên đây nhờ anh em kết nối. Trước khi kết thúc, em cũng xin phép hỏi chị là mình có cam kết tất cả những thông tin mình chia sẻ là đúng và mình chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ không? Đúng rồi, nếu mà chị nói sai thì chị sẽ chấp nhận trước pháp luật. Rồi, mình có đồng ý cho mọi người cũng như các bên liên quan sử dụng hình ảnh, video và thông tin của mình để chia sẻ lên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội khác nhau, cam kết là không gỡ xuống, chị đồng ý không? Có đồng ý. Rồi, cảm ơn chị nhé. Rồi một lần nữa thay mặt anh em chúc chị mạnh khỏe ha. Được. Và hy vọng là chú Ngọc 70 tỷ và anh ở Hưng Yên 40 tỷ sẽ đồng ý mình á. Mình là bà chủ á. Rồi, quá đã, quá căng. Rồi, xin cảm ơn quý vị các bạn đã đón theo chương trình ngày hôm nay. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có nhìn đa chiều hơn. Và nhớ đăng ký, bấm vào chuông, bấm thích, bấm theo dõi trang mọi người nhá. Nhớ là để lại lời bình luận góp ý đó. Mấy chai nữa? Hôm nay có lấy 2 chai nữa. Cô lấy 2 chai, hôm trước giờ cô uống mấy chai rồi? Từ ngày cô uống 6 chai là của cô hoàn toàn là xong. Bằng cái tình trạng cô không phải uống nữa, còn bây giờ là cô lấy cho em cô. Ồ, thế thì cô uống nó bớt nhiều rồi hả? Ừ. Cô uống 6 chai là bệnh của cô hoàn toàn là nói chung là ổn được 75-80%. Ồ, vậy là quá tốt rồi. Thế thì trước khi cô uống cái tình trạng bệnh cô như thế nào? Trước thì cô thì cái thứ nhất là đau cột sống cổ. Dạ. Yeah. Đau nó bị thoái hóa ba đốt cột sống cổ với này ở lưng này nó đau ngang lưng thế. Yeah. Rồi là nó đau xương hông xong rồi nó đau xương đầu gối xương chân. Thế với này nó kiểu là như là cái kiểu là nó đau cái dây thần kinh đấy, nói chung là các chẳng hai chân này, nói chung là cô bị vấn đề xong về chân khớp. Tay cảm giác là chân tay nó cứ như là tê bì ấy. Yeah. Thì cô uống chai thứ nhất đến chai thứ nhất là nó đau già lên.
nó đau già nhiều lắm, trong là công thuốc là chưa có ăn thua gì cả. Yeah. Xong rồi cô uống đến chai thứ hai thì hôm ấy cô gọi hai chai để cô uống chai thứ nhất. Yeah. Thì không ăn thua gì mà nó lại đau già lên. Yeah. Thế cô uống đến chai thứ hai thì được một lửa nữa thì là tự nhiên nó cảm giác nó nhẹ, mà cái cột sống cổ này là quay đi quay lại. Yeah. Nó dễ dàng. Rồi, trước kia cô chỉ quay bên trái chứ không quay về bên phải. Lần trước cô cũng bị nặng đấy. Thế mà cúi lên cúi xuống, thế mà cái đầu gối cô này là cô đi tế hay cô đi múa là nó ngái, nó khó chịu như bây giờ, đảm bảo là cứ đứng hàng trên luôn. Quỳ đi tế đi cô. Múa quỳ đứng hàng trên rồi. Luôn. Thế thì cô uống được ba chai là nó bớt từ từ rồi ha. Uống đến cuối chai thứ hai, đến nửa chai thứ hai thì bớt bắt đầu với bệnh mới bớt nhá. Xong là cô uống đến chai thứ sáu là nói chung là giờ là hoàn thiện. Dạ. Thế bây giờ cô gọi hai chai này là cô cũng gọi cho em trai cô. Rồi con cảm ơn cô, trước hết là con chúc mừng cô nhá. Đó, cái vấn đề xương khớp nó cũng cực lắm, như vậy là quá tốt rồi. Bây giờ là cô ở đâu, tỉnh nào? Cô ở Thái Bình. Thái Bình, rồi thì con cảm ơn cô nhá. Cô uống tốt như vậy thì cô giới thiệu cho con ha, để cho mọi người biết. Rồi con chào cô. Để con giao cho. Dạ dạ. Gửi ngay nhá. Dạ dạ.